đi. Chị trả tiền shipper hoặc tắt coi. Chị làm gì vậy? Tắt máy coi. Hồi thua rồi, 200 mấy, 300 triệu rồi. Đang hoài. Để tôi chết cho bà con nó hoài không vậy? Thôi. Mày chết thì nghĩ sao? Thôi cái gì? Vốn mày tin nè. Mày nhảy xuống cho tao xem. 50 triệu nha, 50 triệu. Mày 50 triệu đó của người yêu tôi nha. Ê, 50 triệu của người yêu tôi nha. Bảo không biết có bận chia tay của mình. Tại cho nó chia tay mày luôn. Cái bà ngốc dữ vậy. Mày kêu mày chơi tao, mày cứ chơi. Ủa, cái bà ngu. Ủa, bà nữa. Ủa, bà nữa mà cái đây mà nhai nhai hoài vậy. Thôi nhảy xanh cái liền. Thôi. Bà nữa, bà đi ra tôi nha. Bà cười cứ mù què, bà cười hoài vậy. Không nói bà biết bà đi về đi, bà cút về đi. Tao thấy giờ mày xàm lắm rồi đó. Mày giỏi, mày nhảy, mày làm cho tao coi ơi. Tao coi bực mình rồi quá à. Nhảy đi, hồi tao nhảy sao. Mày hổm trời đánh mày nghe. Đánh đi. Ngon, đưa tay lên thoại. Ông không nhá mày thôi á. Nè. Tao chết tụi mày coi nè. Thôi mày cứ chơi, cứ chạy với mình kia. Ê kia bà ngu. Mày ngu, mày mới thua 50 triệu đó. Mày bà ngu thôi, bà nghe lời gái dụ bà. Ai kia mày nghe lời sao? Ủa bà không nói câu đó lại lấy gì tôi nghe lời bà. Câu gì? Ủa gì à? Không còn thấy chị là tụi bay hết tao với tụi bay không còn gieo mùng què hết. Ủa ai kêu tụi bay theo là cái gì? Ủa tụi đâu muốn theo. Ủa gì theo nên giờ hỏi tôi nghe mày không tụi bên kia như là tụi bên này mà ôm hết trơn. Ủa vậy sao không còn tụi bên kia đi mày theo tao làm. Ủa bà là người giữ tiền luôn á. Mày cũng sợ thua mày cũng theo tao thôi. Ủa tôi đéo có sợ thua à. Chết chưa? Cái chỗ nào chết, chỗ nào ngồi. Rồi tao chết rồi đó. Nghe nói nè, nó ngu nó được. Nói chuyện ngu mà tỏ vẻ không mớ rồi đó. Rồi chết đi, học số 1. Chết. Học số 1. Chết rồi đó. Học số. Ui, tao đi học cái đấu trụng đâu. Mặt tao còn đẹp mà. Vậy sao mày nói mày chết? Thì tao chết nhiều đó thôi. Nhỏ này nó bị cận. Chết rồi. Chắc thua tiền chứ nó bị ngu. Chết rồi. Tao nói rồi. Có chơi chị tao không thiếu 50 triệu đâu. Tụi mày lo tiền á. Chậm chim quá à. Lo tiền á, trả lại cho tao. Trả lên đi nè, đừng còn làm gì làm đi. Bà đi cho thay bà về nhanh lên. Đi ra về nhanh lên, tôi mệt quá trời mệt rồi. Ra đây con cá tôi ăn coi. Ngồi đây đi, gió chụp xương đi trời. Tao trả nợ thì thôi đi về đi. Mệt quá đừng á, lấy đi đi. Ừ, có tiền đưa trả nợ cái không có tường cút mẹ đi. Ủa cửa gì? Nhân nhân gì? À, là nãy tao nhìn tao nhiều nghe mày nói chuyện rất là hổ, rất là mắc dạy luôn á Như. Tôi đang bực, bà hiểu không? Thử mà đi cá độ đi, bà có tục cho tôi không? Mày sống mày chắc tiền cho nó thêm á mẹ. Tôi sống rồi nè, tôi chết 50 thôi nè. Dạ. Đi về đi trời. Xuống chết chung nè, cho vui. Mày cái gì nói gì trời da. Người lấy làm gì vậy? Chị nói chuyện là thiệt đúng không? Ô nãy giờ nó giống cái gì nói mà nói thiệt nghe là chị đừng có về nhà ở gì. Ủa chị đâu về nhà đâu, chị đây nè. Tối mấy em ngủ đây mà. Trời ơi, chị ơi, mấy này mạnh miệng quá. Cái giường nè, cho con cá ăn ăn. Không có tiền cho trả thôi, đi về đi, cút về giùm cái đi. Đi đi trời. Nói cho mày biết nha, không có tao coi mày sống như thế nào. Ok trời, không mày tao nói mày không có tao coi mày sống thế nào. Không có hai người, hai ba tôi dám sống say ba ngày chứ có chết đâu. Đi về, lấy xe đi chuột. Về đi. Tôi mới có chết. Sao mày không chết đi? Tôi mới có chết có 50 à. 50 tôi còn ở trên đây. Không là chuyện của ta. Cút về đi mấy bà nội. Ủa có tiền giúp được gì? Ờ tưởng ra đây cho tiền cái nội mà không có. Yêu thương đúng rồi. Lời yêu thương. Tờ nước có háng tôi lòi ra cái mặt chuột. Đó đó chạy xe kìa. 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 Đó 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 chạy kìa. Tự nhiên người điên đường. Hoài nha. Đứng tên không? Mày cũng chơi trong đây nó tao khai ra tao mang mắt. Ủa mày khai nhưng mà tao đâu có đứng tên nó chơi tao. Ủa nhưng mà trong khi đó có dấu tay mày cầm vô giấy đó nữa. Tao bắt Việt Nam, tao bắt Việt Nam nè, mày bắt tao. Tao mày bắt theo tao thua. Tao nữa. Tao bắt. Ủa chuyện này không biết mày bắt Việt Nam thắng. Mấy tao. Tôi bán cái tên của tôi rồi tôi cho bà chọn Thái Lan giùm tôi một cái. Tôi lại bà chọn Thái Lan. Tôi quay lại vợ cái gì vậy? Tôi bắt Việt Nam. Chúng mới tính thôi. Má ngồi còn cầm điện thoại chung với má. Má còn còn có cái này nữa thôi. Còn còn cái này thì má chưa quên thật. Ê, má tao không đúng. Bắt ai, tao bắt tiền của tao. Tôi quay tự bắt Thái Lan tiền tôi quay đi. Ủa bây giờ tôi. Bây giờ bà cho tôi với nó mượn đi. Ủa tôi bắt Thái Lan cho. Thì mày bắt Thái Lan, tao bắt Việt
Việt Nam thua tao chọn mày thua cái chó vậy lỡ Việt Nam thua sao tao với mày chọn tao với mày chọn vậy tao chọn Việt Nam vậy má nãy em mới chọn cái này trời ơi tao mày đi em đi tao coi tao ok tao lắm được cái này tao muốn chọn Việt Nam ba chọn Việt Nam thì mẹ bà tụi mày dạy vậy thôi nha con coi cút ra coi đi con coi con ké còn nói nữa mày không có tao không vô mày có không ừ không hùng vô chứ bà có nè Việt Nam không không là gì là quê thấy không chung chung Việt Nam cười nè tao cá Việt Nam thắng rồi khỏi nói chung 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 nhủi ờ đó ba ờ tiền ở không chịu trả ủa gì mà coi chi mày ra đứng dài bả vậy trời đó Việt Nam mày trời thì trốn rồi hai con cá mình lên chung một thuyền luôn đi mà mày đi ra đi mà mày quá nói chứ vậy trời ơi nó mệt lắm tôi dậu đi vô Thái Lan vô một cái Việt Nam vô vô Thái Lan cái bể luôn giờ cái nhỏ nó sung quá mày quên mày đâu coi Việt Nam mày đi tao có lộn luôn Thái Lan Việt Nam Thái Lan ơi vợ tao đưa cái vô mấy má ơi lạnh dữ hả cô vũ gì ra được không tiền tao đặt trong đây coi coi bớt bớt là ồn có năm chục mày đặt làm lớn quá người ta một trăm có hai chục má ơi ờ quên hai chục có tiền Thái Lan chối rồi anh ơi anh nhả rồi đi ra ngoài cho tao má ở đây coi đi một dạ ở đây coi đó bà ơi tao còn để nó nè bởi không tiền luôn bởi ra ngoài tao chưa coi có xong đi ra ngoài ê tao chưa coi xong nha đi dạ đi ra ngoài thả chó cắn mày vô tao không con chưa mà ồn mà ok 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 tiếp thôi coi tiếp thôi út với con là tối nay Việt Nam thắng chắc đúng rồi con lấy cái điện thoại mắt cướp tú cho cướp cướp đúng rồi gì trời dạ tao nói tao cường 20 triệu tao cường nguyên dạng máy tính này mà cường luôn chiếc xe luôn đúng rồi tao cường hết luôn bán nhà luôn chị Tàn chị Tàn em làm gì em quay hả ủa chị làm gì chị đi đâu mà chị chơi bời gì đâu người ta điện em người ta nói là tiền shipper chứ cũng không chịu trả nữa chị đặt đồ sao mà chị không chịu trả tiền cho người ta ủa tiền gì ủa tiền shipper chị đặt đồ xong rồi người ta giao hàng chị cũng không trả tiền cho người ta tiền đâu mà chị không trả rồi á chị đi đâu á chị chơi người ta điện người ta nói em kìa chơi gì chị có chơi gì đâu chị không chơi gì sao người ta điện dạ, người ta nói em vậy cào nháo trước mặt chị hoài vậy em đi ra đi cào nháo gì trời cái gì hả chị trả tiền cho shipper kìa em làm gì vậy em ít quay gì đó được không gì mày thu biến khỏi mắt tao nè chị nghe em nói không cái gì mà em đẩy đẩy quá à em đã nói chị đặt đồ sao chị không trả tiền sao chị không thanh toán qua momo hoặc là chị chuyển khoản trước đi trời ơi nghe lùn mụn luôn sao chị bắt em trả tiền vậy thì em có tiền em trả em chị đi em rồi tiền của chị mà. Đâu chị không có tiền ủa rồi tiền của chị em đưa cho chị cũng có tiền xài mà bây giờ xài hết rồi cái gì vậy em kiểm tra xem là bóp của chị còn bao nhiêu tiền đưa cho em coi mất gì kiểm tra đưa cho em coi còn 20.000 à tiền của chị đâu hết rồi chị ăn hết rồi em đã nói chị đặt tiền đặt hàng trên mạng chị làm ơn chị thanh toán tiền cho người ta đi người ta điện biết không ủa thì hàng chị đây em thanh toán thì chị cũng được hay sao không không thì thôi em đi ra đi nào chứ có tiền chị trả lại còn tiền cái đổ đó năm sao thua rồi mày em đi trời ơi bà nội thua từ mực nãy giờ nghe kêu em qua chọn bên kia đi không chịu đâu tao hết chọn đâu tao chọn đi ra ngoài ngủ cho em đây mắc gì hả đi ra ngoài ngủ của tôi em muốn ra em làm gì chị đi ra ngoài ngủ rồi mắc gì em làm gì vậy ê chị làm gì á không á làm gì em quay chị ủa trong khi đó ai là người sai em lăn quay chị là em sai rồi đó mắc gì sai chị quay cái chừng lộ là tiện quay người ta tới người ta đánh bả đó nó ai mắc vậy đi ra chỗ khác nha tắt đi chị mày em tay trời ơi thúi đó banh kìa hút lên tao quay đó một hồi
mọi người người ta tới người ta kiếm tôi đây mà không có làm gì nó làm đi. Chị trả tiền shipper hả? Tắt máy. Chị làm gì vậy? Tắt máy coi. Em không tắt đó làm gì em? Mà dưa hả? Em quýnh chị gì? Biết. Ông đó phòng của em. Chị đi về nhà chị nói chuyện với bà Hí kìa. Bả biết chị cá đỏ đó, bà nói bả không chửi chị mới sợ. Làm gì quýnh đau chứ hả? Chị đi về, chị đi về chảnh nói chuyện với mẹ chị không? Ủa làm gì quýnh đau chứ hả? Em không cho chị ở đây luôn á. Đi về. Cẩm mày lo nó ra ngoài ơi. Mày trả tiền giùm nó đi, tiền của mày đâu? Gì trời, tiền em hụt vô trong với bả hết trơn rồi còn gì nữa. Bả vô em chơi á. Rồi tiền của mày đâu sao mày không trả tiền cho nó đi? Nó bán cái kênh của em hụt vô trong chơi đó banh luôn còn gì nữa. Nhân Biểu, tiền của mày đâu? Đi đưa cho bả hết trơn rồi đó. Ủa làm cái gì đưa cho tao? Tụi bay không chơi thì gì? Chơi gì? Hùng vô chơi với bà, cái bây giờ mà chơi hết không? Ủa Hùng vô thì thua thì chịu thôi chứ sao? Chịu quá trời cái đầu lý tưởng rồi chọn đội bên kia. Ủa trong khi tao chọn, tụi bay cũng đồng ý vậy? Đồng ý vậy tao đương nhiên là chọn đội bên kia kìa. Cái tao chọn ủa gì? Mày đưa tiền tao chơi, tao chọn đội này mày không thích thì mày lấy tiền lại. Mày đưa tao mày cũng chịu mà. Tao chọn bên kia cái đó không là chơi, anh em nó chị gì? Ê, ê, làm gì vậy? Ủa chị là người góp tiền mà, ủa chị nó không đưa tiền cho tao rồi được không? Chị em gì? Ủa làm gì vậy? Làm gì cái loạn như phòng tôi đi ra ngoài ơi. Ủa tao đang ngồi em vua đây, bà biến ra khỏi đây đi. Vua đây bà sắp tới nơi kìa, sắp sắp đợi tới nhà luôn rồi kìa. Cầm mấy đỡ lại, đợi. Hoặc ơi mấy tính đi heo đi. Em nói là chị chuyển tiền cho người ta lẹ coi. Bà quýnh quá hả? Người ta điện em kìa. Chị làm gì chị không giữ với ai hả? Bây giờ chị có chuyển tiền cho người ta không? Làm gì mẹ tao hoài hả? Chị Ngân chị đụng với em ơi. Khoản nó còn nhiêu thôi kêu với chị. Hết tiền rồi chị ơi. Hôm qua mới có trận Việt Nam Thái Lan đá cả cờ Việt Nam mà Thái Lan thắng đó. Cũng thua sạch hết trơn còn nhiêu đâu. Ủa hôm qua tao nhớ Việt Nam thắng mà nói gì vậy? Thái Lan thắng bự ơi, nội ơi, Việt Nam thắng mà nội, bà không cập nhật tình hình hả? Bà coi lại đi, bây giờ Thái Lan đá mức nào đó, bà lên coi đi. Ủa bây giờ Việt Nam đang đá với Thái Lan là nãy bây giờ tôi rồi. Tôi không biết, tôi không cần biết. Đi ra ngoài đi, phòng này là phòng của tôi. Sao mày không ra đây, mày kêu tao ra phòng mày cũng của tao vậy, mặc quần trái kìa má ơi. Tao mặc quần gì kệ tao. Còn xấu chưa? Nói chuyện với ai hả? Làm gì vậy? Làm gì muốn tao hả?